Hello, xin chào mọi người. Như mọi người biết ý, thì hôm qua Học viện Ninja vừa cập nhật hai phần mềm mới, chính là Lôi Đài Kage và Tháp Thất Lạc. Thì hôm qua tôi oánh cái Lôi Đài Kage này lên hạng 49 rồi. Còn là cái Tháp Thất Lạc này xem nào. Oánh lên được đến tầng 15 rồi, bây giờ tiếp tục tầng 16. Thì mọi người đến đâu rồi? Tôi chỉ đánh lên đến tầng 16 rồi. Thì không quay lại để cho anh em xem được. Thì bây giờ làm tiếp thì tầng 16 thôi. Thì để như nhan đề thì hôm nay tôi sẽ oánh đến bao giờ hết được đến tầng 20 rồi. Hôm nay mở tầng 20 mà. Rồi ok mọi người. Để xem về sau là sẽ nhận được những cái gì nhá. À mà nói luôn với mọi người là thì như là hôm qua tôi làm về cái MU UOG tin lậu Mobi, chắc mọi người không thích đúng không? Nếu mọi người không thích thì comment bên dưới nhá. Tôi sẽ không làm về cái đấy nữa. Có vẻ ít view quá, không ai xem. Tôi thì cứ trung thành với Học viện Ninja vậy. Thôi, bắt đầu luôn nhỉ, nhỉ quá. Hôm qua tôi đánh cái đội hình này lên được tận ải 15 luôn. Hôm qua mà quay lại video thì hết xoay. Tôi thì hôm nay làm tiếp để xem là đến ải 20 nó sẽ như thế nào. Đến ải 16 này mà chúng nó đánh tôi vẫn còn một máu miss lead này. Đá 93 máu rồi, ôi đánh này bao giờ mình chết. Thằng bay nó vạch vạch mấy phát cái đá này chuyển chói vào chết luôn. Ôi Shikamaru sắp ăn chém rồi. Rồi ăn chém luôn là thằng sư phụ của Naruto hồi lúc cấp 1. Rồi bây giờ sẽ đến tầng 17. Tầng 17 à tôi hôm nay là hôm thứ tư rồi. Nên hôm thứ tư bây giờ là 11 giờ trưa. Hôm qua tôi tí nữa tôi sẽ làm nốt cái video về Tam Vĩ. Rồi ngày mai sẽ đăng cho mọi người xem. Hào đánh hết nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ. Mọi người mai tôi sẽ đăng vào lúc 6 giờ hoặc là 3 giờ. Mọi người cố gắng xem. Nếu thấy hay thì cho tôi comment và like nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình nhé mọi người nhé. Tôi chỉ cần mọi người luôn ủng hộ tôi nên là quá tuyệt vời rồi. Quá là yêu quý anh em luôn. Rồi bây giờ thì đánh đến tầng kế tiếp. Chờ tí đã để mở hộp như nào. Vừa nãy nó nhận có cái lôi này này, có cái sách này này, có cái thủ chu chô gì này, có cái chữ gì hán hủng hán hu gì này. Thì bây giờ sẽ chọn cái gì nhỉ? Cái này là cái tôi là tôi thích cái thổ này. Nhưng mà nó bây giờ đang ở đâu mở thổ. Ôi được bố nó, cái chữ hán mình ghét nhất là cái chữ hán này. Cái lúc tôi học ý, tiếng Nhật ý, thì tôi cũng phải học chữ hán này này. Nhưng mà tôi cực kỳ ghét vì tôi chả học được cái chữ mẹ gì vào đầu cả. Ôi sang ải 17 này có vẻ nó khó hơn tí. Nhưng đối với một nick super như thế này thì không có gì khó đối với cái nick này. Đến tầm ải bây từ bây giờ cho đến ải 20 tôi không cần dùng skill luôn. Từ bây giờ cho đến ải 12 không cần dùng skill luôn. Thì video này tôi sẽ đăng vào lúc 6 giờ. Video này bây giờ tí nữa tôi học rồi nhưng tôi vẫn cố gắng làm video cho mọi người xem. Nên mọi người phải biết là tôi đang rất là cố gắng để làm video cho thật, làm thật nhiều video bổ ích cho mọi người xem, mọi người thấy không? Tôi nói thật là từ lúc tôi làm video đến bây giờ có rất nhiều bạn yêu quý tôi, thì tôi cũng rất là cảm ơn những người đấy. Nên là tôi không biết làm gì để đáp lại, không thể gặp được các bạn, thế nên là tôi đành phải cố gắng ra nhiều video hơn cho mọi người xem. Những comment của mọi người không giúp tôi được tiền đâu, nhưng tôi lại rất thích comment, tại vì những cái comment đấy là những comment gọi là góp ý kiến cho tôi. Ôi, vừa mới nói hứa với mọi người là không dùng skill nhưng mà tôi nghĩ phải đành phải dùng rồi. Tôi hình máu gần hết rồi. Còn có 1/3. Xem sang cái ải 18 rồi. Rồi, đây là tầng 18. Mình thích cái Mankyo Sharingan. Mở cái này đi Mankyo Sharingan, Mankyo. Ôi, được luôn rồi mọi người ơi, tôi mở được cái Mankyo Sharingan rồi. Tốt quá nhỉ. Tăng hoặc Phật thôi. Rồi, đội hình nó có Raikage. Tôi cũng rất thích Raikage vì Raikage là một trong những tanh trâu nhất trong cái game này. Trâu kinh khủng rồi, tôi nghĩ là tôi phải dùng skill rồi. Hứa mọi người như thế nhưng mà xin lỗi là có khi là phải dùng thật. Tại vì nó khỏe quá. À, ít nhất là vẫn khỏi ải này. Không cần dùng rồi, ok. Bên ải 20 tôi sẽ tung toàn bộ skill cho chết hết luôn. Gì đây? À, bây giờ mọi người xem một video, mọi người cố gắng xem cho tôi để quảng cáo nhá. Tôi chỉ cần thế thôi. Chỉ cần đấy là một thỉnh cầu nhỏ nhoi của tôi. À, với các bạn là tôi chỉ cần mỗi video mọi người cố gắng dành cho tôi một ít thời gian xem cho tôi cái quảng cáo. Hoặc ai rảnh thì có thể đao cái game mà nó gắn vào mỗi video của tôi. Đao cái game đấy về, chỉ cần đao về thôi xong rồi xóa đi cũng được. Tôi nếu ai mà có thời gian ý, thế rồi còn ai xem video của tôi là quá tốt rồi. À xem quảng cáo của tôi là quá tốt rồi. Tại vì tôi mới được YouTube nó công nhận ý. Mới được cho phép bật cái chế độ kiếm tiền lên. Đây là tôi thú thật mọi người là tôi được bật chế độ kiếm tiền rồi. Nó bây giờ làm video cho mọi người xem. Cũng có thể kiếm được tiền rồi nhưng chắc là tôi nghĩ là nó không được nhiều đâu. Chỉ là kiểu trung thần ấy. Ơ cái này nó tầng 20 rồi à? Ôi đùa nhanh thế nhở. Vừa chém gió tí chưa kịp dùng skill chết luôn. Đùa sao chúng mày yếu thế. Bây giờ làm nhận cái này. Ơi sao lại là kim cương. Tôi là lúc này chắc nhiều vàng rồi. Thế nên là chả cần vàng luôn. Lúc này nó nhiều vàng rồi. Thế là người ta cần kim cương hơn. Thế sao oánh cái lô đài này cho mày xem. Oánh cái lô đài lên hạng 1 đi. Sợ gì nhỉ? Nhận được 27. Đối thường thế nào có 200 rồi. Có 200 rồi vẫn chưa đổi được cái gì cả. À khiêu chiến này. Xem nào thằng này là chiến lực 70 mấy k. Ôi sao chúng nó khỏe thế. Chúng mày ăn cái gì mà chúng mày khỏe thế. Lực chiến của mình là bao nhiêu ca mày. Ơ tôi còn chả biết lực chiến đội tôi bao nhiêu. 36 11.
Ôi, yếu thế. Yếu thế. Đội 1, đội 2. Đội 1, đội 2. Để xem nào. Đấy, đây chính là đội hình đấy. Một cái 20, cái 16. Cái này 36, bước tiếp theo. Rồi, đồng ý, khiêu chiến đi. Để xem thằng nào cùi cùi phang phập nó, thằng này 50. Thôi thằng này 50 thì tha nó, xem thằng này 7 mấy này ăn được không. Mình đang hạng 49 à. 49 thì nên phang thằng nào nhỉ. 49 xem thằng nào cùi cùi đây, phang thằng này đi. Phang nó đi. Ô, đây là đội của nó hay đội mình đấy nhỉ. À đây đội mình. À đội này sẽ cho thằng này. Thằng này. Ơ tại sao thế nhở? Bỏ ra. Ơ sao tôi lại thấy nó lẫn lẫn lộn nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu được cái quá trình chơi của cái game này nó là như thế nào nữa. Tôi sắp mẹ nó linh tinh tinh đi. Chả quan tâm nữa. Rồi khiêu chiến đi. Server đấu bị lỗi what the fuck. Ơ what the hell. Chả hiểu sao server đấu bị lỗi. Ô what the fuck, đang định khỏe mọi người. Có cái gì để gọi là làm gì để kết thúc video nhỉ? Thôi oánh bắt này kết thúc cho nồng hậu. Thằng này 28 này oánh luôn. 28 được chiến. Ơ what the hell. What the hell. Thôi chắc là mạng nó bị đằng sau rồi. Bị đơ đơ ngu rồi. Bị chế độ boost, boost, boost full rồi. Thôi chào tạm biệt mọi người. Nhớ nha, tôi sẽ đăng video oánh chiến vĩ thú vào ngày mai. Vào lúc tầm 6 giờ hoặc 3 giờ. Rồi bây giờ không còn gì hơn là chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.